À, chúng tôi xin chào quý khán giả của đại gia đình của Hoàng Bách Channel và thưa quý vị ngày hôm nay là thứ tư ngày 21 tháng 8 năm 2024 trước nhất là chúng tôi xin kính chúc quý vị có một ngày bình an và cũng mong quý vị hỗ trợ cho chương trình bằng cách quý vị subscribe like và share chương trình để đưa những tiếng nói đi xa à, thưa quý khán giả ngày hôm nay chúng tôi à, chỉ ngắn gọn trong hai cái chủ đề nhỏ thôi chủ đề thứ nhất là đoạn dân chủ đã hầu sinh tại sao đoạn dân chủ hầu sinh và chủ đề thứ hai đó là chúng tôi nói sự bế tắc của đảng cộng hòa và nếu mà ông trong ông thua đó thì ông sẽ kéo hạ viện và thượng viện đi theo cho nên nó là cái chủ đề thứ nhất bây giờ thì thưa quý vị ngày ngày hôm nay đó là có thể nói là đại hội hội nghị của đảng dân chủ tại Chicago hội nghị về toàn quốc đó, đã bước qua ngày thứ ba và trong hai ngày vừa qua đó thì chúng ta thấy cái ngày đầu tiên là mục đích đó là giới thiệu để vinh danh tổng thống Joe Biden là người đã rút lui và cái công trạng của ông đã ghi danh đi vào người ta ca tụng tất cả đều ca tụng cái sự gọi là làm ái quốc của ông khi ông từ giả tức là hai rút lui về cái cuộc đua để ông nhường lại cho thế hệ thứ hai đó là cái sự vinh danh của ngày thứ nhất ngày thứ hai là nói về à, mà um, các cái bài phát biểu nặng ký của tổng à, cựu tổng thống Obama và Michelle Obama và một số nhân vật khác có lẽ ngày hôm nay thì cái uh, bài phát biểu chú trọng tới đó là mỗi ngày một chủ đề thì ngày hôm nay là tổng thống Bill Clinton sẽ phát biểu và một số nhân vật khác còn ngày mai đó thì chúng ta biết là bà Kamala Harris sẽ là cái bài phát biểu đưa ra cái chính sách của đảng dân chủ và nhận cái trách nhiệm là sẽ đứng ra để mà uh, tranh cử chạy đua vào tòa Bạch Ốc thì người ta nói là cái phấn khởi đó là cái hội nghị khi mà ngày 21 tháng 7 vừa qua tổng thống Joe Biden trao cho bà Kamala Harris thì tới bây giờ quý vị biết sao bản tin mới nhất vào sáng nay thì của hãng Reuters cho biết đó là ngày 20 tháng 8 này bà Kamala Harris đã vận động một tháng thông nghe thưa quý vị 500 triệu đô la tức là nửa tỷ đô la quý vị có tưởng tượng không là người ta nói trong lịch sử của nước Mỹ đây là lần đầu tiên mà trong vòng một tháng thôi mà vận động lên tới nửa tỷ đô la tức là 500 triệu đô la thì chúng ta mới thấy là bây giờ cái điều mà chúng tôi trở lại tức là cái hầu sinh hầu sinh đó là khi chúng ta thấy khi mà tổng thống Joe Biden mà lên tranh luận vào ngày 27 tháng 6 đó thì ông chậm dập đi cho nên người ta cũng ngay trong nội bộ của đảng dân chủ là e sợ lo âu là nếu ông thua đó là ông kéo theo cả hạ viện và thượng viện cho nên các dân biểu các thượng nghị sĩ lên tiếng thì sau đó ngày 21 ông trao lại cho bà Kamala Harris là cầm cơ ngọn đuốc để mà trả đua thì đây là lần đầu tiên trao lại cho thế hệ kế thừa tức là người, à, bà Kamala Harris, đảng dân chủ đang được thu hút gần như là một khối cử tri trẻ. Do đó họ thu hút cử tri trẻ này, với phụ nữ này, với cử tri độc lập này, kể cả những cử tri cộng hòa mà không ủng hộ cho ông Donald Trump mà là ủng hộ cho bà Nikki Haley, thì bây giờ họ cũng quay qua họ ủng hộ cho bà Kamala Harris thưa quý vị lùi kéo theo cái dân nghệ sĩ dân thời trang dân nghệ sĩ với tình nguyện viên chúng ta thấy tình nguyện viên đã lên 200 000 người tình nguyện viên nha đi vận động gõ cửa từng nhà vân vân và vân vân thì cái, họ dựa vào những cái căn cứ mà thống kê đó à, tham dò đó vào tháng 2 năm 2024 đó, thì có 46 ủng hộ thôi đoạn à, đoạn dân chủ thôi mà bây giờ tới tháng 8 đó, thì nó lên 85 thưa quý vị và thành phần độc lập đó thì từ 3 thành phần độc lập mà trước đây ủng hộ cho đảng dân chủ chỉ có 34% thôi bây giờ tăng lên tới 5 53% theo theo cái nhà chiến lược của đảng dân chủ là ông Robert thì ông cho biết như thế này cuộc đua của tổng thống được định hình là do ba cái yếu tố khoảnh khắc nha ở về cuộc đua này đó do ghi nhớ đó là có ba cái khoảnh khắc khoảnh khắc thứ nhất đó là gì Khoảnh khắc thứ nhất là ông Trump chọn ông Rudy làm phó tổng thống trang liên danh của ông. Thì đây là một sai lầm rất là nghiêm trọng mà người ta gọi là sai lầm chết người đó của đảng Cộng hòa là ở chỗ này. Ông Rudy không giúp được gì hết. Mà ông Rudy đã thể hiện cái sự bưng bô, sự làm, uh, 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 nô bọc cho ông Trump thật. Không có đưa ra một cái chính sách đường lối mà là phạm lại những sai lầm. Đó là cái khoảnh khắc thứ nhất người ta nói khoảnh khắc thứ hai là tổng thống Joe Biden ông tuyên bố rút lui và trao lại ngọn đuốc à, cho bà Kamala Harris tức là ngày 21 tháng 7 vừa qua đó là cái khoảnh khắc thứ hai và cái khoảnh khắc thứ ba đó là sự trỗi dậy của bà Kamala Harris khi bà chọn lựa ông Tim Walk cùng đứng chung liên danh với bà thì đây là họ cho rằng cái cuộc đua này đó là cái cuộc đua mà có thể là nó biểu tượng, hay nói một cách khác, tham gia cái cuộc đua với tinh thần bà camera Harris ấy. bà tham gia với tinh thần là một người trẻ, có nhiều năng lực, tức là cái tuổi năm chín là cái tuổi có nhiều năng lượng lắm thưa quý vị, cho nên bà tham gia với nhiều năng lượng, bà tham gia với người trẻ mà là có nhiều có kinh nghiệm nữa, làm à, bộ trưởng, à, làm bộ trưởng bộ Tư pháp rồi làm công tố viên rồi thượng nghị sĩ, rồi làm phó tổng thống, rồi bây giờ ra tranh cử, tức là có quá nhiều kinh nghiệm. Cho nên khi mà đề cử bả đó, thì cái làm hang sai khao khát để phục vụ cho quốc gia nó trổ dậy. Đó là cái tinh thần phấn chấn, không những là phấn chấn ngay chăng, à, phấn chấn của, của, của 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 riêng cá nhân của ông, mà phấn chấn cả toàn thể đảng Dân Chủ, cái hào khí nó đi lên thưa quý vị đó là cái uh, điều mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị để bây giờ trước khi mình chuyển qua một cái đề tài đó về ông Trump đó thì chúng tôi gửi quý vị thấy là cái khi thế because we have a chance to elect someone who has spent her entire life trying to give people the same chances America gave her. Someone who sees you And here's you. And we'll get up every single day and fight for you. The next president of the United States of America, Kamala Harris. It's been 16 years since I had the honor of accepting this party's nomination for president. À, thưa quý khán giả ngày hôm qua thì bà Michelle Obama chúng tôi muốn mở cho quý vị thấy là cái khí thế mà hai người này đó là hai người tạo cái khí thế rất là mạnh cho đoạn à, à, Đây, chúng tôi muốn mở chút xíu để nói lát nữa chúng tôi sẽ nói lại đây là ông Wonock đây là thượng nghị sĩ mà ông đặt vào ngày thứ thứ ngày hôm qua là ngày ngày thứ hai thưa quý vị đây ông Wonock đây đúng ra là ông thượng nghị sĩ ở Georgia một người da màu lần đầu tiên thắng cái giữ vào chức thượng nghị sĩ ông Donald Trump đã về ở Georgia để vận động tranh cử không vận động cho hai ứng cử viên của đảng cộng hòa mà đi về đó chỉ nói về cá nhân và công kích là ông thống đốc của tiểu bang là ông ông Brian Kemp, à, cho nên cuối cùng là người nói là cuộc bầu cử dân lặng ở Georgia cho nên cuối cùng là người đảng cộng hòa hậu chán nếu mà bầu cử dân lặng thì đi bầu cử làm gì thì cuối cùng là là hai ứng cử viên của đảng dân chủ vào thượng viện họ thắng cử Thấy thưa quý vị chính ông donald trump ông đã làm hại cho đảng cộng hòa chứ không phải là làm à, thì chúng tôi muốn nêu lên cái điểm này để quý vị thấy yeah. à, bây giờ thì trở lại nói về ông trump nha bây giờ đảng cộng hòa họ đang bối rối lo âu là nếu ông trump mà ông thắng cử đó là ông kéo theo à, hạ viện và thượng viện đi theo ông luôn bởi vì người số 1 mà thắng cử thì nó ảnh hưởng tới số 2, số 3 thưa quý vị mà bây giờ đó ông ông thất cử đó là ông kéo theo hay cho nên trong những ngày vừa qua đó thì rõ ràng là cái khí thế của đảng dân chủ họ đang đi lên và muốn đạt được cái mục tiêu mà muốn qua mặt lại cái khí thế này của đảng dân chủ đó thì phải có người đứng đầu tức là ông Donald Trump đang có cuộc vận động thì ngày hôm qua trong cái, trong cái chương trình của ông uh, chương trình của thượng nghị sĩ uh, Lindsey graham ông lên đài trong cái chương trình meet break thì ông có nói như thế này ông nói là ông trump không thay đổi ông trump ông nói là nếu mà ông trump ông vận động đúng cách uh, cái nguyên tắc đó và đúng cách đó thì ông sẽ thắng cử được nhưng mà ngược lại ông không đi vào cái nguyên tắc mà ông lại đi nói về cá nhân và cái điều này đó ông nghĩ là chắc chắn là thua cho nên ông có nói là trong tương lai ông có thể là chăm sóc những ngày sắp tới thì ông có nói thơ nó là ông sẽ đi vận động chung với ông Donald Trump ông Lindsey Graham và kể cả bà Nikki Haley đi theo để mà kèm ông để ông cho đừng nói những cái điều mà nó đi vào cá nhân nha đi vào cá nhân đi vào cá nhân là thất bại nhưng mà thưa quý vị không có dễ ông Lono Trump ông nói là tại sao chúng tôi phải thay đổi năm 2016 chúng tôi đã đánh bại bà Hillary Clinton bằng cách là chúng tôi tấn công vào bà, bà bây giờ thì tại sao không cho tôi tấn công à cho nên ông tiếp tục ông tấn công bà Kamala Harris mà tấn công gì tấn công đầu tư tấn công cá nhân tấn công nó lẩm nhẩm nó bà Kamala Harris là người có thể phá nát cái này dân chủ của Hoa Kỳ bà Kamala là phá nát cái biên giới của Hoa Kỳ phá nát thế giới và ông nói lung tung hết à rồi ông nói bà Kamala Harris không có đẹp rồi ông xem vào ở trong cái tờ tạp chí thai mà có trang bìa đó ông nói bà đâu có đẹp bằng tôi tôi đẹp trai hơn tức là nói những cái điều hoàn toàn là cá nhân cho nên đây là cái điều mà đảng cộng hòa sẽ gặp muôn vàn khó khăn Do đó những ngày vừa qua đó chúng tôi thưa với quý vị rồi đó là những dân biểu thượng nghị sĩ mai gai đó chính mai gai nha. Bây giờ họ không hài lòng với ông nhưng mà biết làm sao bây giờ? Nếu mà họ, họ, họ đi theo một người mà họ không tiên liệu được thì làm chính trị dở quá đi. Ông Trump là ông nói theo cái kiểu của ông. Bây giờ ông ông không nói về chính sách. À, bây giờ người ta mới đặt tại sao? Bây giờ ông Trump ông khó khăn đó. Nhưng mà ở bên đảng dân chủ đó À, thì ông Trump ông chỉ trích là tại sao bà Kamala Harris không dám tổ chức một cuộc họp báo cũng không cho gặp báo chí báo chí phản văn bà không nhận báo chí phản văn bà và bà Kamala Harris và ông Tim Walz ông đi tới cần từng tiểu bang để vận động tranh cử mà không trả lời báo chí và không tổ chức họp báo chúng tôi muốn xin quý vị tại sao như vậy À, đây là một điều rất là khôn ngoan của đơn, dân chủ chiến lược của dân chủ rất là hay nha quý vị xem đi tại sao bà bà là có khả năng để trả lời báo chí tại sao bà không trả lời bà biết là bây giờ bà cứ đánh vào ông trump bà tấn công vào ông trump những cái chuyện mà bà đưa ra ví dụ như về chính sách kinh tế là giúp đỡ cho người nghèo người thành phần trung lưu à, sẽ có tiền để mua nhà ví dụ như à, giúp đỡ 25 ngàn cho những ai mua căn nhà đầu tiên sẽ xây 303 triệu căn nhà để mà có thể bán và giới hạn cho những người mua nhà mà tính cách đầu cơ tới trữ họ mua xong rồi họ cho thuê đó là những điều rồi nâng đỡ những người có con đầu làm có con nhỏ đầu tiên là giúp đỡ cho sao ạ tất cả những cái đó nhỏ ông bây giờ đó bên tiếng dịch của dân chủ đó họ không tổ chức hợp báo họ không nói chính sách lớn bởi vì sao? Bây giờ nói chính sách lớn Thì ông Trump sẽ nói chính sách lớn Nhưng mà bây giờ cứ chọc tức ông Trump Thì họ biết cái tính tình của ông Trump đó. Khi mà chọc tức ông đó, Thì ông lại nói quật tạc Ông nói những cái chuyện sai Ông nắm lại, người nắm lại Và cái tinh thần cái tôi quá lớn đặt mình chỉ là những người trên thiên hạ thôi ổng là người trên thiên hạ chứ không có dưới thiên hạ thưa quý vị cho nên ổng tấn công tìm cách tấn công cách này hoặc cách khác cho những người uh, cho bà camera Harris mà tấn công như vậy đó thì bây dân chủ họ có lợi bây giờ tại sao họ bây giờ bà họp báo họ sẽ nói những cái chính sách về đối ngoại làm thế nào để giải quyết vấn đề ukraine làm thế nào để giải quyết vấn đề giữa do thái và hamas hoặc là những cái vấn đề khác thì nó lớn hơn không? nó lớn đó, thì nó không còn cái mục tiêu mà chập tức ông trâm ông trâm đó thì quý vị biết là nếu mà quý vị có bạn bè thì quý vị biết là những người mà hai ngắm tính đó, thì họ chập tức họ kheo cho anh tức anh tức đó, thì anh lấy anh nó sẵn bởi vì sao khi tức tức là không kiểm soát được cái bản thân của mình không kiểm soát được con tim của mình cái nó thâu thức, nó làm thì nó thì nó ảo Chính vì vậy mà ông Trump trong những ngày vừa qua đó Người ta thắc vạc vẫn là vì ông không đi vào trạm tâm vấn đề à, Và bên Dân Chủ đó bà Kamala Harris không tổ chức họp báo Cứ như vậy đi vận động tranh cử Tổ chức họp báo thì có những đưa phải trả lời những cái câu nói Hoặc là những chính sách thì bà không thực hiện điều đó. Và cho mãi tới ngày mùng 10 tháng 9 này thì mới có cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Donald Trump và bà Kamala Harris ở trên đài NBC News. Ông Trump ngày hôm qua ông tuyên bố ông tuyên như vậy là bà Kamala Harris đã bỏ cái cuộc tranh luận với chúng tôi ở trên đài Fox News vào ngày mùng 4 tháng 9 này. Thì bà Kamala Harris trước đây là cái thỏa thuận chung với tổng với ông Joe Biden giữa ông Trump và Joe Biden là ngày mùng 10 tháng 9 do đại ABC tổ chức cho nên bà vẫn giữ nguyên cái 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 thời khóa biểu đó và bây giờ ông muốn tranh luận thêm đó thì sau khi cái cuộc tranh luận ngày mùng 10 tháng 9 này thì chúng ta sẽ thảo luận tiếp tục tranh luận và dường như là có có sẽ có hai cuộc tranh luận thưa quý vị ngày mùng 10 tháng 9 và sau đó có một cuộc tranh luận dường như là tháng 10 nữa và riêng hai ông phó tổng thống thì sẽ tranh luận vào ngày mùng 1 tháng 10 giữa ông ông Jidiven và ông Thêm Quốc sẽ tranh luận vào ngày mùng 1 tháng 10 thưa quý vị bây giờ cái, 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 điều mà ông Trump và đảng Cộng hòa họ sợ rằng là bây giờ cứ có cái ghế dân biểu đó nếu mà quý vị biết là trong cái nhiệm kỳ vừa đây, vừa đây này hiện tại này thì đảng Cộng hòa là có 218 à, dân biểu trong khi đảng Dân Chủ có vào khoảng 213 dân biểu tức là họ cách biệt nhưng mà rất nhỏ thì bây giờ trước cái lần sóng mà của đảng Dân Chủ gọi là chúng tôi nói hồi sinh đó khi mà đã hầu sinh thì tất cả nó kéo theo nó ảnh hưởng từ cấp địa phương lên tới cấp trung ương tức là bầu cử sẽ bầu cử chung mà thưa quý vị bầu cử thống đốc bầu cử dân biểu ở địa tiểu bang rồi bầu cử ở liên bang nữa thì khi mà như vậy thì người ta sẽ bỏ phiếu nó bỏ dân chủ hoặc là đảng cộng hòa thì những người đó ăn cái theo đó thưa quý vị cho nên nó tóm lại đó là cái cuộc ông trump ông làm như thế này thì người ta bên đảng cộng hòa rất là thất vọng ông Lindsey Graham là thượng nghị sĩ đó ông đề nghị là ông sẽ đi kèm theo với ông Trump để mà vận động nhưng mà tính ông Trump ông đâu có cho tính ông là chỉ có ông là, là trên hết không có ai ông là trên thiên hạ mà đâu có ai cho nên ông Lindsey Graham ông đề nghị cái đó hoặc là bà Nikki Haley thì không đạt mục tiêu đó bởi vì tính ông Trump đó phải nói dưới cơ của ông trên cơ ông là ông không cho mà đi dưới cơ khi ông đi vận động một mình đó, thì ông chỉ tăng công thôi còn ông Rudy Van á, là người phó tổng thống không giúp được gì cho ông Trump mà chỉ là kéo cái chân, cái xe đó nó nó thụt lùi, nó không có tốc độ chạy nhanh. Cho nên đây là chúng ta thấy nhược điểm của ông Donald Trump. Và qua các cái cuộc thăm dò vừa qua đó thì chúng ta thấy hiện tại đó thì các cuộc thăm dò như chúng tôi thưa đó bà Kamala Harris theo cái hãng Reuters sáng nay cho biết đó, thì có bà đã gây quỹ nửa 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 tỷ đô la 500 triệu đô la trong vòng một tháng quý vị nhớ là ngày 21 tháng, tháng tháng, 7 là ông đô trưa 21 lúc 11 giờ trưa chúng tôi còn nhớ đó là ông tổng thống Joe Biden trao lại cái ngọn đuốc cho bà Kamala Harris thì lúc đó chúng ta thấy sau đó, đó trong vòng 24 tiếng đồng hồ bà gây quỹ trên 30 triệu và kéo dài từ đó đó rồi trong vòng tháng 7 bởi gây quỹ là 310 triệu bây giờ bây giờ tổng cộng cái số tiền mà trong vòng một tháng bởi cây quỹ nửa tỷ đô la nó tóm lại trong cái chủ đề mà chúng tôi nói là hai cái chủ đề một là nó về hồi sinh sự hồi sinh của đảng dân chủ à, đảng dân chủ đã đưa ra những cái người phát biểu nặng trí để mà lưu cuốn cử tri của thưa quý vị đây là cái điều mà chúng ta thấy là đảng cộng hòa không có ai hết không có ai mà nặng ký mà để hỗ trợ cùng với ông trump ừ, ví dụ như là tổng uh, ông mà rột đối với bút hoặc là ai thì không có chúng ta thấy rõ ràng chúng tôi chúng tôi mở thêm cái uh, ví dụ đó bà camera harris thêm bà cũng phấn uh, khởi à, thì nói chung đó, là đảng dân chủ có sự hỗ trợ rất là toàn đảng nói một cách là toàn đảng đứng sát cánh cùng với bà camera harris trong cái bài phát biểu của bà Michelle Obama hoặc là ông Obama ngày hôm qua. Quý vị biết là hai nhân vật này là hai nhân vật được người dân Mỹ thương lắm, thương yêu lắm. À, ông Obama có thể nói là một nhà hùng biển nữa. Cho nên khi mà ông phát biểu ông lâu cuốn và ông chỉ trích rất là rõ ràng là phải bỏ phiếu cho bà Kamala Harris vì cái sự nguy hiểm của ông Trump trở lại trên chính trường Mỹ. Và họ so sánh là chúng ta biết là ông Trump là một tội phạm hình sự à, Mà tội đại hình nữa nha 34 tội đại hình như vậy lý do người Mỹ không có lý do gì để bỏ phiếu cho một người vi phạm tội đại hình mà hãy dòng phiếu cho bà camera Harris để bảo vệ cái nền dân chủ của Hoa Kỳ thì tất cả những cái sự kiện này chúng tôi sẽ à, à, chiều nay chúng tôi sẽ có chương trình gửi tiếp đến quý vị à, nếu mà chúng tôi cố gắng có thể một ngày chúng tôi có thể làm một hai chương trình ở trong chương trình của hoàng bách channel trong cái mùa à, bầu cử đặc biệt em thưa quý vị chúng tôi không dám hứa nhưng mà chúng tôi cố gắng À đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình chúng tôi xin kính chúc quý vị có một ngày bình an xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới.